Xin chào các cô chú anh chị mà quan tâm đến cây khoai mài ha. Vụ vừa rồi mình mới vừa khai thác hôm tháng cuối vụ nữa là tháng tháng 10. Hôm nay là mình làm đất và mình trồng lại bắt đầu một cái mùa mới, một cái vụ mới. Đây sau khi khai thác thì khoai mình lên là nó như thế này. Đó, như thế này là khoai loại 1 nha các bạn. Củ nó to bằng khoảng cổ tay, nửa cổ tay ha, cứ quy chuẩn như vậy là khoai loại 1 đây. Củ khoai mình, khoai mài này thì nó khác với những khoai mài ở ngoài miền Bắc nha các bạn, không giống lắm nha. Nó cũng một họ Hoài Sơn thôi nhưng mà nó khác cái chủng loại nha các bạn. Còn nước to rất thơm, mùi nó thơm, mùi như mùi thuốc bắc các bạn. Đây như cái củ mình bẻ ra là nó sẽ liền cái thẹo là như thế này. Nó khô là mình để quanh năm luôn các bạn. Mình cứ để quanh năm, mình sử dụng quanh năm luôn. Nó không có bị hư gì hết á. Tới khi nào mà những cái đầu nó lên mọng nè, những cái đầu chỗ này, những cái điểm cắt nó lên mọng thì có thể mình đem ra mình trồng được các bạn. Có dịp nào mình sẽ làm một clip hướng dẫn mình trồng ở trên vườn ở nhà trồng chơi thôi. Trồng có thể nó có sẽ có củ nhưng mà nó sẽ không đạt như 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 tụi em trồng, nhưng có củ nó vẫn có củ để các anh chị có thể được sử dụng được. Nếu mình trồng mình xử lý đất là tơi xốp mình vẫn trồng được, mình sử dụng được. Đây là vườn của mình, cái đám này là mình trồng được, mình xuống giống được khoảng 10 bữa rồi các bạn. Có một số dây nó mạnh nó lên nè, nó lên dây nè. Đây cái lá của dừa khoai mài của mình đây nha, nó khác hoàn toàn với khoai mài của miền Trung, miền Bắc hoặc những vùng miền khác. Những miền khác cái lá nó như là đã trầu các bạn. Cái dây này nè, đây cái dây nó tròn nha, nó không có cạnh, nó không có khía nha, như khoai chụp nha. Khoai này các bạn nấu lên thì nó rất là dẻo và nó có cái độ liên kết, độ tinh bột của nó. Đây cái đọt non nè, như cái đọt này nó lên được 10 bữa rồi nè. Này là những cái mạnh nè. À, cái quy trình trồng hôm nay mình làm clip này để mình nói cái quy trình mình làm trồng, làm đất và cái kỹ thuật trồng để cho một số cô chú anh chị muốn tham khảo cách trồng, mà để mình tham khảo và mình hiểu rõ hơn về cái tập tính của cây khoai mài ha. Đấy là mình trồng thì mình cái dây tưới mình đúng đó vẫn làm như vậy thôi, mình làm đơn giản như cái van như vậy thôi. À, mình như mình làm như vậy là mình làm tối giản nhất để tiết kiệm chi phí nhất, đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được. Nhưng quan trọng là cái vùng đất đó nha. Cái này ở đâu trồng cũng được nhưng quan trọng là vùng đất mình trồng để mình đạt được cái thành phẩm nó cao, cái giá trị nó nên cái giá trị nó mới cao được. Đó. Như cái clip trước mình có nói rồi đó, vùng cát ha. Bác các bạn thấy cát của mình không? Cát của mình nó không có như ở cái vùng khác khác, cát nó trắng hơn cát, nó mịn hơn cát, nó như cát biển các bạn. Nó tơi xốp. Cái củ nó mới đi thẳng, nó suông như nãy được. Chứ như mà đừng đắt ở một số nơi cát biển, cát núi thì nó cứng nó xuống, nó gặp trước ngày giật thì nó sẽ bị cong. Cái củ nó sẽ bị lằn ngoằn và nó không có đẹp các bạn. Cái hai nó bị sượng, nó dễ bị sượng đó các bạn. Còn cái này thì nó đi xuống thẳng luôn. Đây. Đây là cái nó mới lên nè, đây cái mầm nó lên nè. Các bạn thấy khác với cái loại khoai mài ở miền Trung. Này là khoai mài lá nhỏ và cái vùng đặc chủng của vùng Phước Hội mình luôn á. Sau cái đợt vừa rồi thì một trên 1.000 mét vuông thì mình hiện tại thì mình làm năm ngoái mình làm thì nó cũng chưa đạt lắm. Thì mình thu hoạch 1.000 mét vuông là nó khoảng được khoảng mình tính non non là được khoảng 1 tấn các bạn. Tấn khoai giá thị trường, nếu mà giá thị trường lúc mình đào nó tầm khoảng, tại vì nó trùng với cái mùa khoai rừng nên cái giá trị nó tầm khoảng 65.000 một ký các bạn, 65-70.000 một ký là đầu mối nó vô nó mua tại vườn các bạn. Nếu mà bán lẻ ra ngoài sử dụng thì nó nằm ở tầm khoảng 80.000-90.000 một ký. Còn cái mùa gần Tết sau Tết thì cái mùa đó thì không còn khoai rừng nữa thì giá trị nó lên các bạn.
nó tầm khoảng 90.000 100, ngoài 100.000. Có lúc thời điểm nó không có khoai, nó lên khoảng 200.000, 250 một ký luôn các bạn, mà không có khoai để nhà hàng người ta nấu các bạn. Nhà hàng, những cái nhà hàng như quán nhậu đồ á, người ta làm lẩu khoai mài các bạn. Sẵn đây nó anh chị nào mở nhà hàng hay là có nhu cầu muốn mua khoai số lượng lớn thì cứ liên hệ mình ha. Lúc nào mình cũng có khoai sẵn ở nhà hết, tại vì mình vườn mà, vườn mình mà. Thì anh chị nào muốn liên hệ mua để mà sử dụng hoặc là kinh doanh á thì cứ liên hệ mình. Số lượng lớn. Đó, hoặc anh em nào muốn mua thì đi để bán lại thì cứ liên hệ mình để mình để cái giá ưu đãi hơn để anh em mình đều có lợi ha. Đây bên này là nó lên được mấy ngày rồi đó các bạn. Đó, nó bò. Đó, cái quy trình trồng thì cái dây nó mình thả dây tưới như vậy thôi. Một bành dây tưới như vậy mình mua khoảng 350.000, nó 100 m. Một hàng của mình là trồng là dài 50 m. Thì một bành như vậy á, là mình làm được 2 hàng. Mình trồng được 2 hàng. Đấy. Mình trồng sau 10 ngày, nói chung là mình cũng có những cái quy trình mình xử lý giống đặc biệt nó mới lên được như vậy. Chứ mình trồng như bình thường thì nó cũng không có lên được như vậy đó các bạn. Nó phải tầm gần 1 tháng 45 ngày. Nó mới lên được như vậy các bạn. Mình trồng thì mình có cái kinh nghiệm, mình có cái công thức riêng của mình rồi, nó mới là cái củ khoai nó mới phát triển mạnh được. Nó mới là lên như vậy. Mình trồng này mới 10 ngày thôi. Đó. Còn nhiều người thì người ta có những cái cách khác nhau, nhưng mà mình thì mình trồng, mình có kinh nghiệm, mình trồng 3 năm rồi, mình có cái kinh nghiệm riêng của mình. Cái cây này thì nói chẳng phải nó chẳng có sách vở gì hết các bạn. Mỗi người có một cái cách riêng của mình, tại vì nó là cái giống mới chứ không phải như là lúa này, người ta trồng, ta đúc kết kinh nghiệm qua bao nhiêu đời này, thì nó tối ưu nhất. Còn này là mình đang làm, mình đang đúc kết, chưa có cái gì gọi là bộ sách vở nào để là tối ưu nhất hết. Ở đây ở cuối dây á, ở cuối mỗi hàng dây thì mình làm cái van như vậy. Như vậy là thì mình làm rất là tiết kiệm chi phí. Ở trong mình làm một cái ống 34, dây này dây 34 nha. Làm một ống 34, một đoạn khoảng 1 gang vậy, đút cho mình bó lại. Để làm chi? Để những lúc mình nắng nóng á, mình tưới á, thì nước nóng, nước ống này buổi trưa nó sẽ hấp thụ nóng rất là nóng các bạn. Kinh nghiệm xương máu nha. Ở này nó sẽ rất nóng, mà mình một khi mà nóng mà nước nó xì ra thì nó nóng cái dây khoai các bạn. Đó, nó rất là nóng. Nó sẽ rất là nóng, nóng và những cái lúc mà nước nóng nóng nó sẽ dồn vào đây các bạn. Nó dồn một đoạn dài tới đây nè. Mình không xử lý là mình phải xử lý bằng cách là mình mới mở cái van này ra. Mình mở cái nắp này ra. Đây mình mở cái nắp này ra ha. Để cho nước nóng nó chảy ra. Thì nó sẽ không có bị luộc lên những cái khoai, tại các bạn biết mà, trưa nóng nhiệt độ nó lên tới 70 80 độ luôn các bạn. Thì nó sẽ bị hư hơn những cái đoạn phía sau này. Nước nóng nó ngấm xuống nó làm cái củ khoai mình nó bị luộc, nó bị hư. Đây là một kinh nghiệm. Đó, mình làm thì đơn giản vậy thôi nhưng mà hiệu quả cao, không có cần phải van gì cho cao sang hết á. Các bạn nếu muốn làm đẹp, muốn cao thì các bạn cứ làm van bình thường. Còn mình làm như vậy là nó đủ tiêu chuẩn rồi. Nó đủ yêu cầu rồi. Đó. Mình trồng cái diện tích hiện tại là khoảng 3.000 mét vuông các bạn. Mình trồng tổng cộng 3.000, ngoài hơn 3.000 mét vuông. Bởi vậy nhiều người nói khoai mài này thì ai cũng biết cái công dụng của nó là bổ sức khỏe, bổ thận, lợi tiểu. Cái quan trọng nhất nó là ổn định đường huyết các bạn. Nó làm ổn định đường huyết những người bị tiểu đường. Đó. Hay những đứa trẻ mà suy dinh dưỡng, bị suy nhược, người sau ốm, sau bệnh, sử dụng nó sẽ rất tốt. Các bạn nấu lẩu, các bạn nấu chao hay gì, các bạn bỏ nó luộc xong, các bạn lột vỏ, các bạn sắc khúc. Khúc vừa ăn gì đó, còn bỏ vào ăn nó rất là dẻo và nó rất là thơm. Còn nấu canh tôm thì cái đó là cái món tiêu chuẩn của nó rồi. Này mình trồng năm nay thì mình làm kiên cố,
Đó, lưới nha. Nói mình nãy mình nói tới dây tưới rồi, bây giờ mình nói tới lưới. Đây lưới các bạn cứ mua, thường thường mình mua 10 mặt thôi. Lưới các bạn cứ ra ngoài chỗ bán nông cụ, các bạn cứ mua lưới này, lưới người ta trồng đồ, trồng đậu que rồi đó các bạn. Ở mình gọi là đồ la ghim đó. Đó, mình viền dưới, mình mua viết cước, mình viền dưới và viền dưới, mình viền trên, mình viền trên để mình căng. Đó, mình viền xong mình căng thẳng hai cái đầu, mình gạch ra là thẳng thôi. Rồi sau này nó sẽ bò lên những cái giá thể bò này. Đây là mình mua sắt, sắt mình làm thì nó sẽ kiên cố hơn, nó nhiều năm hơn các bạn. Còn người nào mà muốn chi phí nó thấp thì các bạn sử dụng tre, nhưng mà tre nó chỉ giờ sử dụng được 1 năm thôi các bạn, mưa bão nó không chịu nổi, nó sẽ gãy à. Đó, đó là một số điều mà mình chia sẻ với các bạn. Ở trên mình cột bằng dây rút, mình mua dây rút to mình, giờ mình cột lại ha cho nó cố định, nó không có bị tuột. Còn mình cột vào những loại dây khác thì nó sẽ cái này nó trơn, cái sắt này nó trơn, nó sẽ bị tuột, nó lên nó bò nó nặng, nó sẽ bị tuột các bạn. Rồi, một cái đó là một số điều mình muốn chia sẻ về cái kỹ thuật để mình làm giàn, làm leo, làm hệ thống tưới. Còn còn đây sẵn đây là mình sẽ nói luôn là cái quy thường quy chuẩn của một cái đoạn giống ha, để mình đào thẳng các bạn. Này là bên này là mình đào trồng mới được 1 tuần thôi, mình trồng mới được 1 tuần thôi, bắt đầu nó ra rễ rồi. Đây, một đoạn giống của mình thì tầm khoảng bao nhiêu đây, mình làm nó ngắn hơn cũng được các bạn, một nửa cũng được, một nửa cũng được, nhưng một nửa thì cái giống mình nó sẽ bị hơi yếu, tại vì đặc biệt cái này là nó cái thời gian cái giai đoạn ban đầu đó, nó hút chất dinh dưỡng từ trong cái thân mẹ, nên cái thân mẹ càng khỏe càng dài thì nó sẽ đây đây nó sẽ mạnh hơn, mạnh cái mọng hơn, cái mọng nó sẽ to hơn các bạn. Mà giống nó càng cái củ nó càng to thì cái mọng nó càng to nha, cái mọng nó càng mạnh nha. Như mình thì mình trồng nó như vậy thôi, còn nhiều hơn quá thì tiền chịu không nổi các bạn. Cả 100.000 ký mà mình trồng to quá thì nó phí ha. Đây rồi, cái cách trồng thì mình cứ cuốc một luống dọc như thế này, cách của mình nè, đây là cách của riêng mình, nhưng mỗi người mỗi cách trồng khác nhau đó. Thì mình sẽ cuốc một cái mương, một cái rãnh để mình đặt nó xuống nằm dọc như vậy. Rồi bắt đầu mình bên này mình lắp lại, mình cứ cứ trồng liền nhau, đây đây một củ, đây một củ, đây một củ, liền 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 nhau, tùy theo mức độ các bạn muốn trồng dày hay là thưa. Ví dụ như dày thì các bạn cứ trồng nối nhau nè, còn thưa thì các bạn xa ra chút xíu đó. Theo còn mình thì mình trồng nối nhau các bạn, cây nhà trồng mà nên giống cũng nhiều lắm. Đây rồi các bạn cứ lắp vậy thôi đó, rồi chờ kết quả ha, cứ vậy như thế này thì chờ kết quả thôi đó. Trồng cái này thì nó hơi cực, cái là mình làm cỏ các bạn thấy không, mình tưới nước ướt là cỏ lên dữ lắm, cái khoản chi phí để mình làm cỏ là nó hơi nhiều các bạn. Trung bình là khoảng 1 tháng mình phải nhổ cỏ 1 lần các bạn, tháng nửa tháng là phải nhổ cỏ 1 lần, cỏ thì nó hơi cực. Có thể mình kêu công nhổ hoặc là mình nhổ đó, nó chỉ như vậy thôi. Thì tùy theo các giai đoạn mà mình bón phân theo nó, theo cái từng cái giai đoạn các bạn phát triển của nó. Ví dụ như hiện giờ thì mình chưa cần phải bón phân, nhưng mà khi mà nó leo lên khoảng nửa giữa vàng đó, hoặc là nó leo lên nó như cái kia, nó đã bắt đầu đâm đều hết như cái dây đó đó, đó đầu mình phải rải phân các bạn, phân để mình rải urê á, để mình kích cho cái lá nó ra các bạn, nó tốt cái lá, tại vì tốt cái lá nó mới quyết định đến cái củ to hay nhỏ các bạn, nó tốt hay không, cái lá nó rất là quan trọng bộ lá. Thì cái thời điểm đó bạn, thì theo cái kinh nghiệm của mình thì mình bón urê để mình kích lá mà giữ cho bộ lá nó xanh, bộ lá nó phát triển được mạnh nhất. Một khi bộ lá nó phát triển mạnh thì nó mới là tích, gọi là nó mới 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 ăn cái nắng đó, nó mới hấp thụ cái nắng để tạo ra chất dịch lục, nó tạo ra ra ra, ra cái tinh tinh bột các bạn, nên lá càng nhiều thì cái củ nó càng to càng khỏe các bạn. Hả? Nó như nó lên đồng loạt như vậy thì các bạn đó đã bón được phân urê rồi. Đó, qua cái giai đoạn phân phân urê thì cái tới giai đoạn tiếp theo bạn phân phân urê khoảng phân khoảng tầm 1 tháng thì bắt đầu bạn tốt nhất là các bạn bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho nó bằng nước là DAP, là phân đạm đó bạn, đạm hay lân gì đó. Mình thì thường hay là mình bón DAP hoặc là đậu trâu các bạn, mình bón để mình dưỡng cái dây các bạn,
dưỡng cái dây và cái bộ lá cho nó chắc các bạn. Rồi và cái đó luôn là nó cũng làm cho bộ rễ nó phát triển mạnh. Bộ rễ nó phát triển mạnh để nó hút nước tốt các bạn. Hút nước tốt để nó mới là ấy cho cái củ được, tốt cho cái củ được. Đó, tới giai đoạn đó thì bắt đầu là trong cái giai đoạn mà nó lên lá, nó lên như vậy là nó đã có củ rồi các bạn. Nó đã cái củ nó bằng khoảng đầu chiếc đũa ăn của mình rồi. Đó, thì nó cái củ nó to hay nhỏ là nó tỷ lệ thuận với lại cái số lá trên từng cái mắt lá nữa các bạn. Đó, cái lá càng nhiều cái dây nó bò càng dài thì cái củ nó phát triển càng tốt. Đó. Bởi vì cái dây nó càng dài thì nó càng nhiều mắt lá, nó càng nhiều mắt lá thì nó tích tụ được chất dinh dưỡng nhiều, nó sẽ củ nó sẽ to hơn. Đó. Đó, rồi tới cái giai đoạn mà nó cũ rồi thì mình cứ bón phân cũ thôi các bạn. Thì bón phân cũng như lúa vậy đó, mình trồng cũng như lúa vậy đó. Tới cái giai đoạn ví dụ như trổ là mình bón cái gì, thì đoạn ôm bắp thì mình bón phân gì đó cũng như lúa vậy các bạn. Tương tự như vậy chứ không phải là gọi là như vậy thì cũng không phải là như vậy, tương tự vậy thôi. Còn sâu bệnh thì nó không có sâu bệnh nhiều đó mà, tại nó là cây rừng sức kháng bệnh nó cao đó, mình chưa thấy cái bệnh của nó. Đồ rừng mà nên cái khả năng kháng bệnh của nó cao lắm, nó chưa có một số cái bệnh của nó. Mình trồng mấy năm rồi mình chưa thấy bệnh. Đây, đó cái quy chuẩn trồng của mình là như vậy. Đó là một số điều mà mình muốn chia sẻ với các anh chị mà có nhu cầu muốn trồng, muốn trồng cái cây này, cái hoa mai này. Đó. Và mình cũng muốn giới thiệu luôn là anh chị nào mà có nhà hàng hay là có nhu cầu là muốn sử dụng cái cây phô mai này thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở trên trên trang ha, hoặc ở dưới phần mô tả. Mình sẽ để số điện thoại mình dưới phần mô tả. Anh chị cứ nhấp xuống đó là sẽ có số điện thoại của mình. Đó, giá cả thì nó theo thị trường. Số lượng thì anh chị cứ điện cho mình rồi đặt trước rồi mà có gì mình sẽ giao hàng ha cho các anh chị. Ngày mai này giá trị kinh tế nó cũng khá cao các bạn. Hiện giờ thì ở mình chỉ tiêu thụ ở địa phương thôi mà đã không sản lượng nó không đủ mà. Không đủ tiêu thụ ở khu vực địa phương là khu vực miền Đông nữa. Mình cũng bỏ cho ở ngoài miền Bắc, ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh, ở Đà Nẵng. Mình cũng có bỏ cho một số khách hàng rồi đó, một cái giao rồi đó. Nên anh em nào có mua thì cứ liên hệ cho mình ha, mình đảm bảo ha. Mình đóng thùng mà mình gửi đi. Mình gửi khoai thường thì mình gửi khoai lại một thôi. Còn khoai những cái khoai nhỏ hơn thì nó có giá trị nó khác nhau. Khoai lại một thì nó bằng khoảng có chân cái mình trở lên đó mà. Và đủ khoai, củ khoai nó tròn, nó đều, nó suông, đẹp. Rồi xin chào các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video đến giờ phút này nha. Xin cảm ơn.